kia chú Út. Đi đi qua bển đi con, bển chơi đi. Nè Khang, cái đâu giờ nè Khang. Cái ra đây con thích ăn nè, đồ dền nè. Thấy không? Mẹ ơi. Ơ đi đi, đi theo chú. Đi nè mẹ. Ờ con đi theo chú đi. Nó rụng á, nó rụng á, nó mù rụng, nó mọc lên cây á. Cao quá mà bẻ cô chưa. Ờ. Cô rớt rồi nè, rớt nè. Cao quá mà. Mai mốt lên cây á. Con kia nó là ngủ ngon quá trời luôn. Ồ cái này chú làm mà kè hả? Kè. Ý cái gì kìa? Vừa nước kìa Tùng. Vừa nước nè. Ăn được không? Nhỏ xíu à. Thôi con chó kia. Không cái đây nó già rồi. Nhỏ rồi, nhỏ. Già mới nhỏ. Nhỏ. Già là cứng hả con? Già nó nhiều lắm. Nhỏ chứ. Thấy cẩn thận. Con chó kia nó là cứng. Ồ, con sâu nè, con sâu róm nè. Hoa đẹp không? Đẹp. Ba con chó kia nó là hướng dẫn viên du lịch á. Dạ. Nó đi xong nó về nhà luôn. Không dẫn dẫn khách. Lúc đầu con đi lại đây cái đó. Con mẹ em Long đi lại đây cái nó chạy theo, nó đi trước luôn. Cái chú đi theo con chó, con chó đi vòng về nhà. Dạ. Bỏ khách lại. Chú ơi, chú. Mới mua nè. Chị Chi mới mua bên đây. Ủa chú ơi chú. Lòng lấy bí đó. Ở đây có cây bắn cầu nè, lại coi cây bắn cầu không? Dạ. Cây bắn cầu nè. Cái ổi, ổi. Có mà. Cái này cây ly kim ma nè. Ly kim ma nè, mùa này không, chưa có trái nè. Ngỗng kìa Long ngỗng kìa. Chừng nó rượt. Ngỗng. Đó, có kìa, có trái kìa. Hả? Được, tuốt trên đó. À, mẹ thấy rồi. Kìa, thấy nhỏ đây không? Ừ, đó, chính luôn. Đó, chính đây. Còn biết bị sâu không nghe, coi đây bị sâu không. Chính rồi, chính rồi. Hái đi con, hái đi. Hái đi. Nè, nè, Long là để hái nè. Cái tên lai đây. Cái này của nhà nội con mà. Ở nhà cố con mà. Nè, nè. Nè, hái đi con. Đó, nè. Thấy không? Thằng đâu muốn hái? Trái gì Long hái không? Ổi chín. Trời ổi chín nè. Nè, là hái đi con. Nè, bên đây nè, bên đây nè. Đi vòng bên đây. Thôi, con không hái đâu. Con không hái thì để cho em Long hái. Không, cái này là ở nhà chứ phải công cộng đâu con. Cái này ở nhà. Ở nhà mình á. Ở nhà. Nếu mà con không hái nó cũng rụng à. Hái đi. Chú về chú bẻ hoài à. Nhưng mà con có hái chút con hái để mẹ thấy. Nữa. Cầm cho chắc. Cầm cho chắc vô. Ồ, được cái ổi. Còn mất luôn á. Còn ở trên nữa. Để lát vô rửa ăn nha. Còn ở trên nữa. Đó, ổi chín ra thấy chưa. Tôi còn cái nào đó. Cái trên này nè. Cần nó đi theo. Ổi vàng. Chị chín. Thơm quá. Đi theo ăn vườn ấy. Măng cầu nè, cái này măng cầu ta nè. Sao cái chợ này nó bị mềm đi chứ. Chín á, chín cây. Con thơm. Nó kìa, trên đó hai trái nữa kìa. Nó kìa, trên đó hai trái kìa. Đó. Có con trái chín nó rụng như nó dính nó luôn đó. Chim ăn á, chim đây là chim ăn. Chim. Ủa ăn nhưng mà tên thưa trái này chiếu nó không ăn gì chứ. Nó là dưới sờ gì đó. Nó không thấy. Thấy là nó ăn rồi. Cái trái đó ăn được đó, trái đó chua rồi đó. Trái đó ngon rồi đó. Cao quá không tới mà. Cây nè. Gịch xuống. Không có trái, cái trái này nè, cái trái kế này nè. Cái trái xanh á. Cái xanh đó sao ăn được. Được. Trời chua rồi, nó ngon rồi. Ôi là ai cái khô rồi. Kìa lụm kìa. Lụm kìa. Lụm ổi kìa, lụm ổi chú hái kìa. Đi ra nữa ra. Ờ cái trái kia chim ăn đỏ luôn à. À cái đu đủ nè. Tụt hái đu đủ. Dăng vô, 1 cái ba.
cái nhào nãy ăn được sao nãy không có gì. Được, ăn được, má ăn đó. Cái đó khai lắm mà. Khai nào khai. Mẹ này nè, ăn cái gì. Ừ. Đó mình xin cho nó đủ lên về. Ừ. Có thấy không, chim ăn đỏ đỏ ruột đó, đỏ đỏ lòng luôn đó. Rồi đó rồi. À rớt 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 cái trái đỏ. Có phải nhiều khô rồi mà. Thôi nhiều khô rồi, nhiều lắm con. Nhiều khô rồi. Nhiều ai kìa, kháng 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 kháng. Lượm. Ơi. Cái gì vừa này nè ba. Ở đây ra cây rồi đó. Lên cây rồi đó. Đó, cho nó ngon đó. Cho nó loại kìa, nguy hiểm quá kìa. Cái đó. Mẹ, cái này ăn hết đường rồi, nó bị dập rồi. Đâu có dập đâu, sao đâu. Đây trái này nè, đây trái này nè. Đây 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 trái này, đây trái này nè. Đó đó, dưới dưới một cái bờ kinh nè. Đó. À cái đó là. Ừ, chưa đâu. Chính rồi đó. Không tới. Kia nó chua đó. Ồ, nguyên một chùm lên kia luôn kìa. Nè. Ồ, cái cỏ ở đây nhiều quá à. Kìa chú bẻ cho con kìa. Đó, nguyên chùm kìa, thấy không? Đó, trái đang ngon đó. Khang Khang lại cầm tiếp em này Khang. Rồi rất ừ. Chính là kìa ngon quá kìa. Ăn liền luôn, vô cắt ăn luôn. Vô cắt ăn luôn. Lấy cái chất già luôn con. Già con. Mẹ ơi. Đủ sạch. Chín rồi con. Nhưng mà như vậy làm sao mình ăn được? Gọt ra. Con ăn được mà mẹ ăn được. Mẹ mẹ con về nhà giúp kìa. Sao đi vòng vòng coi cây trái con như nào đây. Hả? Qua đây nè, qua đây mát. Mát rồi luôn. Qua đây con mấy gà lôi nè. Trời ơi. Ôi mẹ nó được á. Nó không được đâu. Lại. Nhưng mà ở đó có ngậu, cái mỏng cái giữ gà được. Rồi chuẩn bị về, hai mấy giờ mấy đứa về chơi rồi đó. Mấy nhỏ về chơi. Đợi đợi chị Sáu vô. Thank you.
ơi. Cái nào? Cái đó cây sào. Cái sào á, cái sào để hái hái trái cây. Mẹ hái trái cây đã luôn. Yeah. Bưởi nè. Ai da. Ơ ngắm cảnh tiếp à. Ở đây đẹp quá. Đẹp quá hả? Nhà ông nội của ba đó. Ủa ba kêu bảy, kêu bảy chuột hả ba? Ừ. Nè, coi chừng chúng nghe nhọn nha. Có măng nè, măng nè, măng tre nè. Đó, thấy cái măng tre không? Mai mốt nó lớn lên thành cái tre đó. Em mới đi về nhà rồi đúng không? Về nhà rồi hả? Chút nữa. À, giờ đi về chơi với em. Đó, em chút nữa chưa về mà. Thôi chuẩn bị về nè, đợi cô Sáu vô về. Ừ, chú qua đi. Ê, thằng Minh không qua đó. Ừ. Ơi. Cái bồn xanh xanh nãy gì chưa? Đâu? Bồn xanh xanh nãy gì chưa? À cái bồn này ông chú xây là cái gì ba không biết nữa. Để ngâm lúa giống. À ngâm lúa, để ngâm lúa giống. Lạ quá. Ê. Ê xuống đây là Long, Long, Long. Chiều cường lên nè, chiều cường nước lớn rồi đó. Đẹp không? Thôi vô thôi. Ừ. Thôi nhớ, nhớ đi xíu. Nãy giờ anh thấy cái đẹp rắn không? Tại vì em nghĩ là về quê cây xanh nhiều có rắn. Tao thôi kêu mới. Kìa ông nội kìa, ông nội ra kìa. Con thấy có nhiều người nhắn cây. Thấy mà lá tôi tự. Bữa nay đi vô nhà ông có thấy sao? Thấy vui. Vui vậy hả? Ừ. Cháu thì tết chín rồi, chị ông bà gì rồi. Dạ. Ủa xưa nó lá không chìm vậy? Ủa xưa nó không có tưng. Hồi xưa đó. Con ấy nhẹ nó mới tưng. Lấy cái này nhẹ nhẹ nó mới tưng. Nó mới trượt cho nó được. Nó nặng. Nó nặng quá sao mà nói được. Nặng quá nó chìm luôn rồi. Nó mới đánh thác lát được. Ông là làm được không? Được chứ. Lấy khu gạch là ông là lấy. Ô sao ông lại đi chứ không vậy? Hay quá. Ba mang dép ông nội rồi. Kìa. Nó mới được rồi con mới lên. Kìa có con rồi con nội nè. Nó phải có cái mặt sạch á. Nó mới trượt cái mặt nước được. Ô nó cũng chìm rồi. Thôi thằng ấy con mới lên được. Nói rồi cái cục này nè. Thôi. Cái cục gạch đây. Trời ơi cục gạch nó chìm lủm luôn. Ủa
xong rồi không không thấy xé. Kìa. Vô nó rửa cái mẹ gọt xong rồi kìa. Rửa tươi đó. Rửa sạch luôn đó. Không có phân bón, không có quá chất á. Xa lắm luôn á. Ừ. Vô cái tay ăn rũ kìa. Cái cây đừng quăng dưới con, đừng quăng dưới, nó có đinh á. Để ngay lại, để thôi là đạp á. Để vô đống cây. Long lụm cái cây để vô đống cây con. Lụm cái cây đó để dễ vô đống cây lại. Nó có đinh á. Long. Ông nội bé đầu rồng kìa. Thôi đừng điều cái đó rác á, cái đó điều cái nó không có chìm đâu, nó nổi đó. Cái đó gỗ mục á, nó nhẹ nó nổi á. Thôi được rồi. Cái chỗ này chỗ luôn cá đúng không? Chỗ này cá nó ở dưới này nè. Cái này đắm trà. Lên con, lên lửa tay. Đi lên. Cục gạch đó bà. Cục gạch là nguyên cổ á. Rạc qua xuống. Ở đó đó, nó dặn tới đây xuống. Rồi vô cái tay nó đủ kìa. Thôi vô được rồi. Vô lại lên. Vô mà anh tha. Con chú kìa. Bà đưa quá vậy. Hả? Bà đưa quá vậy. Con mới có 9 tuổi à. Bà tự nhiên có cái cục cái gì bị tắm này hả? Cái này gì? Cái này cái máy trộn bê tông. Máy trộn hồ á, trộn hồ. Ủa sao không trộn? Để thôi, không trộn đâu. Cái này rồi vô. Hai mày leo đi. Dạ, tao vô đi. Ồ, ổi ngon quá. Ổi đỏ. Ủa trời, ổi đỏ luôn, đỏ lòm thấy không? Chín luôn. Ồ. Chín cây luôn. Chưa. Lần đầu tiên có ăn ổi chín cây đúng không? Ở đây không? Mình đây là hết thằng còn miếng nào không đợi cho chín cây nè. Đã, hôm nay. Thử coi. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Đây là mày. Ở đây còn chơi. Có hai xương trong ảo có miếng thịt. Giờ có hai sợ, có hai đau chết vậy. Ồ, chỗ đỏ này nha, ăn ổi này con, ổi này, ổi chín cây kìa, đó đi, đó. Giờ sợ đau, chỉ biết chưng đó mà giờ sợ đau. Ổi đó hả? Ừ, ổi đó, ổi nãy đó, nãy bẻ đó. Chưng đó mà sợ đau.
tự nhiên cầm tay bé vậy đâu dám sợ mắt nó đau. Cái quà nó hên nhất hên nhất. Mấy đứa nó cũng ăn mà ăn ngon liền. À. Cơm bữa khác khác khác. À. Chứ không phải ăn được khổ. Mua cái máy sấy đi, sấy nó uống luôn khỏi cần ngay. Mua cái máy sấy để cho người ghim điện cho sấy. Khang lấy cái gối cho bà cô nằm. Không cần ngay luôn. Thấy uống không? Em mua á. Không. Để thôi để ba lấy.